Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay em sẽ giới thiệu đến với anh em thêm một tính năng đặc biệt của chiếc đầu CD Nhớ Đông 1650 SE phiên bản đặc biệt. Ngoài những tính năng như chơi đĩa CD bình thường hoặc là có thêm phần DAC để làm giải mã chơi nhạc qua USB thì hôm nay em sẽ giới thiệu với anh em một tính năng, đó chính là điều khiển từ điện thoại iPhone qua đầu CD 1650 SE để chơi nhạc phát từ iPhone ra 1650 SE để cho chất âm được hay hơn. Chiếc đầu CD SE 1650 SE này thì em cũng đã giới thiệu với anh em rất là nhiều rồi. Đây là một trong những chiếc đầu rất hay, có tầm giá rất hợp lý. Hiện tại em đang bán với giá là 18 triệu cho những chiếc đầu đẹp xuất sắc như thế này. Chiếc đầu nhiều trong một, vừa chạy được CD chất lượng cao, chạy được đĩa SD CD, rồi giải mã 32 bit, và đặc biệt là có thêm một mạch giải mã rời, hay các anh em thường gọi là DAC, Digital Analog Converter, tức là chuyển đổi tín hiệu từ tín hiệu số sang tín hiệu analog. Còn thêm một tính năng nữa là chạy được nhạc từ USB, và một tính năng nữa đó là chúng ta sẽ sử chạy nhạc từ iPhone và qua trực tiếp chiếc đầu CD 1650 SE này để giải mã, và chất lượng âm thanh sẽ được nâng cao hơn. Xin mời anh em cùng đến lại gần để chúng ta cùng xem. Trên đây là chiếc đầu CD 1650 SE 1650 SE anh em nhé. Thường thì chúng ta sẽ chạy đĩa CD như bình thường. Ở đây là em đang có đĩa CD sẵn ở trong đây rồi. Đĩa CD Mono. Chiếc đầu này thì mặt đọc rất tốt và không kén đĩa. Đây chúng ta sẽ ấn nút swap này để chạy về đĩa CD. Khi chúng ta chọn về đích thì nó sẽ báo lên nhận số bài ở đĩa và bắt chúng ta bắt đầu chạy đĩa. Đây là em đang chạy đĩa CD. Đây là em đang chạy đĩa CD. Đọc rất tốt từ bài 1 đến bài 10. Và em sẽ chuyển sang cái tính năng là sẽ chạy từ iPhone và cắm qua đường USB để nâng cao chất lượng âm thanh phát từ iPhone. Em sẽ chuyển bấm nút swap để chạy qua USB nhé. Ok. Bình thường chúng ta cắm vào nó sẽ tự động nhận luôn, ví dụ như đang chạy đĩa thì nó sẽ tự động. Đây, cắm vào nó sẽ tự động nhận đường USB luôn. Đó, khi cắm vào nó sẽ nhận USB và iPhone vào nhận. Thì chúng ta sẽ đây là em đang phát một cái bản nhạc ở trên cái phần mềm này, có một cái phần mềm này rất là hay. Đó chính là phần mềm nhà vàng. Anh em lưu ý là cái phần mềm này nhé. Đây, phần mềm này thì giúp chúng ta có thể vào đây và nghe được những bản nhạc vàng chất lượng cao. Đây, chúng ta vào đây thì nó sẽ có rất nhiều các cái album. Và muốn nghe album nào thì chúng ta sẽ bấm vào chọn vào album đó. Đây nó cũng là một phần mềm tổng hợp các cái album nhạc trên YouTube thôi, hoặc chúng ta có thể chơi trực tiếp trên YouTube cũng được. Đây em chọn một album này của Chí Linh Thanh Tuyền này. Thank you.
vào trực tiếp YouTube mà những cái kênh mà chúng ta đã đăng ký và theo dõi trước những cái nhạc chất lượng cao. Đây chúng ta sẽ tìm một cái clip nào đó, ví dụ như của Trường Vũ chẳng hạn. Ok. Và tìm xương. Thùi đẹp trắng. Sau khi cắm qua chiếc đầu 1650SE này thì chất lượng âm thanh cũng sẽ tốt hơn khi chúng ta cắm trực tiếp từ điện thoại chạy ra âm ly. Và chưa yêu thương phong kín tâm tư. Đây là một cái tính năng rất là hay của chiếc đầu CD 1650SE này. Em xin được chia sẻ với anh em thì đây cũng là một cái lựa chọn để chúng ta chơi nhạc cho nó phong phú hơn. Nhưng còn những cái nhạc mà chúng ta chơi trên mạng thì chất lượng nó không được cao. Chúng ta chơi chỉ để tiện thôi, chứ còn tính năng chính thì vẫn là chạy đĩa CD. Thì đĩa CD sẽ cho chất lượng âm thanh tốt hơn rất nhiều. À, xin cảm ơn anh em đã xem clip. Người tha qua trong mơ khúc vân vương bàng hoàng hơi sương nửa vầng trăng vọng gạc đêm trường trăng còn in trên đôi chiếc thì còn nhiều thắm thiết và mơ ước thêm tạm đêm gác xuống tôi kể chuyện.